được một bông hoa hồng, chúng ta cần có một quả bóng màu đỏ và một quả bóng màu xanh lá cây. Đầu tiên, chúng ta thổi quả bóng màu đỏ lên khoảng nửa quả bóng. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một đoạn khoảng 4 ngón tay. Ở đây chúng ta tạo 3 cái khóa để làm cái nhụy của hoa hồng. 3 cái khóa này, mỗi khóa khoảng 2 ngón tay. 1 2 và chúng ta sắp xếp cái nhìn này rồi chồng chéo nhau như này các bạn em. Ở đây chúng ta làm một khoảng phòng bằng một khoảng 4 ngón tay bằng cái đoạn này chặt lại, ta cột lại, cột chung lại. Một đoạn ngón tay, một đoạn bốn ngón tay, còn ngược lên và quấn vô đây, bốn ngón tay, ta sẽ quấn vô đây. Vòng xuống, cũng bốn ngón tay. Đến đoạn này các bạn để ý nhé. Chúng ta dùng một cái bóp tì mạnh đến cái tim này. Tim này các bạn nhé. Tì mạnh. Đây. Và một cái bên này ta đẩy. Đẩy bên này, vừa đẩy vừa xoay. Đẩy vừa xoay các bạn nhé. Đưa lên tới. Đưa lên khoảng nửa của cái đoạn này. Đến đây. Ta giữ lại được rồi. Và chúng ta sẽ bóp mềm. Bóp mềm đoạn này. Rồi. Chúng ta xoắn lại. Đến đây. Ta vặn đến đây, ta bóp. Hơi bóp nhẹ. Đầu tiên ta hơi bóp nhẹ và ta nhét vô như này. Rồi. Đến đoạn này ta cũng hơi bóp nhẹ và ta xoắn. Xoắn. Hơi bóp. Bóp hơi nhẹ thôi các bạn nhé. Rồi. Rồi. Chúng ta cũng hơi bóp. Đến đây. Và đến đây ta đưa xuống. Các bạn ngửa và đưa xuống. Và chuyển qua bên đây luôn. Phần dưới này ta xì hơi, ta không ngắt sát các bạn nhé, để chúng ta còn cột. Chúng ta ngắt đầu này. Phần này chúng ta luồn qua. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ thổi bóng màu xanh lá cây lên khoảng nửa quả bóng. Hơn nửa quả bóng một chút các bạn. Ở đây ta làm 2 ngón lưỡi, 3 cái khóa khoảng 2 ngón lưỡi. Bây giờ chúng ta sẽ cột vào đây.
vậy là chúng ta đã xong bông hoa hồng nhỏ. Nếu chúng ta làm bông hoa, một bông hoa thì chúng ta như này, chúng ta sẽ làm hai cái lá ở đây, các bạn để ý nha. Gấp lại một, gấp xuống và ta giữ ở giữa đây, chúng ta xoắn, chúng ta bẻ cong một chút xíu. Và chúng ta đang có bông hoa, để có một bó hoa thì chúng ta làm thêm một bông hoa hồng màu vàng. Đây này chúng ta ST sẽ làm nhanh hơn các bạn nhé, tại vì nó tương tự bông màu đỏ hơn. Để bó hoa thêm sinh động, chú hề ST sẽ làm thêm một bông hoa lavender. Lavender màu tím nhưng chú hề hết màu tím rồi, dùng đỡ màu xanh dương các bạn nha. Chúng ta thổi lên khoảng gần nửa quả các bạn nha. Chúng ta thổi lên đoạn này thôi. Đầu tiên chúng ta tạo ba cái khóa, mỗi khóa khoảng 2.5 tiếp theo một đoạn khoảng 3 ngón tay, ta tạo hai cái khóa, mỗi khóa 2 ngón tay. Và bây giờ chúng ta lấy bông hồng này, ta cột vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ tạo cái nơ các bạn nhé. Đây chúng ta thổi khoảng nửa quả bóng. Bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp những bông hoa lại với nhau để chúng ta bó lại. Hồi nãy cái này chú ET hướng dẫn các bạn là cái lá, nhưng chúng ta làm bó hoa nên chúng ta gỡ ra nhé. Rồi chúng ta sắp xếp. Ta làm thank you.
dư này chúng ta tạo chế tạo thêm đây thằng dư này đây chúng ta đo mặt hoàn thành một bó hoa hồng đơn giản các bạn nhé. Chú hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Xin chào thân ái và tạm biệt.